Nhà báo Hoàng Nguyên Vũ lột mặt bà Nguyễn Phương Hằng, chuyện tình, tiền, gái dưới trai trên, đóng cửa tắt đèn bảo nhau anh thẳng thừng chỉ trích bà Phương Hằng không hề nương tay. Thời gian qua, những phát ngôn của bà Nguyễn Phương Hằng vợ đại gia Dũng lò vôi gây ồn ào cực lớn trong dư luận. Không chỉ trong địa hạt xã hội, một số nghệ sĩ trong lĩnh vực giải trí gần đây cũng bị vướng vào lùm xùm này một cách không đáng có. Mới đây, nhà báo Hoàng Nguyên Vũ người nổi tiếng với sự thẳng thắn, hay chia sẻ quan điểm trên trang cá nhân đã có bài đăng gây chú ý về bà Phương Hằng. Theo đó, anh dùng những lời lẽ hết sức cứng rắn, nặng nề, vạch trần nhiều thứ về bà. Chị Hằng ạ, chuyện trai gái tình tiền của chị lôi các nghệ sĩ vào làm gì? Lúc đầu, cá nhân tôi nghĩ, chị bảo vệ bản thân và gia đình nên tố cáo những hành vi chị cho là lừa đảo của ông Võ Hoàng Yên ra công luận và lên cơ quan chức năng, dù trắng đen còn chưa rõ. Nhưng rồi, đến hôm nay thì tôi lại nghĩ khác, là hoàn toàn chị muốn được nổi tiếng bằng mọi giá, khi mà chị tự dưng lôi hết nghệ sĩ ra đổ lỗi cho họ, rằng tại sao họ không lên tiếng giúp chị, xách mẽ họ, trong đó có những người tuổi ông tuổi cha tuổi mẹ tuổi chú bác anh chị của chị, bằng một cụm từ đầy miệt thị, bọn nghệ sĩ. Chuyện của nhà chị, chuyện tình chuyện tiền chuyện gái dưới trai trên, đóng cửa tắt đèn bảo nhau không đặng, thì chị cũng đã nhờ pháp luật rồi mà. Cũng thanh bành cũng toe loe toét loét ra rồi mà, nay chị cả khịa nghệ sĩ làm gì? Nghệ sĩ họ phải lo chuyện nghệ thuật, lo cuộc sống áo cơm của họ, mắc mơ gì chị lôi họ vào làm gì? Cả tháng nay chị sa sả mỗi ngày trên mạng. Bắt đầu bằng một bài viết dài thòng thong không một lần xuống dòng, không một dấu chấm phẩy, sau đó nhờ có ai sửa lại gọn gàng. Thế là cả làng truyền thông bắt đầu xuất hiện một Thị Hằng ngạo nghễ, đầy đà, nộn nộn cứ thế quần quận ngày này qua ngày khác. Nghe ra chị thích làm phiền mọi người bằng chính câu chuyện của chị, bằng kiểu đôi co đúc chát, mắng nhiếc và đổ lỗi. Hết ông Yên và gia đình ông ấy, chị lôi cả chính quyền Bình Thuận ra đổ lỗi. Nhưng, nhà có nếp nước có luật, chị vu vạ cho chính quyền thì chị ăn phạt, cũng vừa lắm. Thế nhưng chị chưa muốn dừng. Chị lại lôi nghệ sĩ ra mắng mỏ. Chắc mai đây chị lôi cả cái làng Vũ Đại nhà chị ra, xong chưa đã chị lại lôi cái đứa sản xuất ấy chứ. Cứ đà này, thật không biết thế nào mà lần với chị. Và tiếp theo nghệ sĩ, có thể sẽ là giáo viên, bác sĩ, phụ nữ, nhi đồng, phụ lão, chắc chị réo gọi hết đấy nhỉ. Chị Hằng, tôi không ưa gì giới showbiz, nhưng hãy nhớ là, họ không liên quan đến chị. Họ không quần quận cùng chị được nên xin chị đừng biến họ thành những kẻ vô duyên vô công. Họ cũng không tranh chồng giật vợ, không làm con giáp 13 của nhà chị, hay ăn tiền chia của gì với chị đòi hỏi quyền lợi và nghĩa vụ của họ trong câu chuyện gia đình chị làm gì. Họ bán bún đậu hay bán kim cương, họ buôn vặt nhặt tiền lẻ hay buôn đất nhặt vàng, cũng chẳng ảnh hưởng đến nồi cơm nhà chị. Họ không buôn không bán, không vay không mượn gì nhà chị, thì chuyện tiền nong trai gái của chị réo gọi họ làm cái gì? Xin lỗi, chị đang nhầm vai trò. Họ sinh ra để chạy theo cái đẹp của nghệ thuật, chứ không chạy theo thứ xấu xa đê tiện của thói đời, nên chị đừng réo gọi họ, mà tội họ, phiền luôn cả công chúng của họ nữa, chị ạ. Còn nhớ bà Nguyễn Phương Hằng phát biểu rằng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận căn cứ giấy phép của Hà Tĩnh cho nên ông Võ Hoàng Yên vẫn hoạt động chỗ đó. Bình Thuận bao che cho ông. Phát ngôn của bà bị đánh giá là không có căn cứ, thiếu chính xác, sai sự thật. Sở Thông tin và Truyền thông Bình Thuận đã chuyển hồ sơ cho Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hồ Chí Minh để xử lý. Bà Hằng có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời yêu cầu bà Hằng xin lỗi, đính chính lại. Ngày 8 tháng 4, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Phương Hằng với số tiền 7,5 triệu đồng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.